Hướng dẫn cách đánh 3 sao thử thách sinh nhật Class 2 cực kỳ đơn giản sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go! Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và đây là trang phục vua tương lai của chúng ta. Bộ trang phục thứ hai trong chuỗi sinh nhật Clash of Clans. Yeah! Vâng, như kiểu kiếm ánh sáng. Và đây là hiệu ứng của em nó. Tuyệt vời không các sếp? Hãy đưa ra cảm nghĩ của các bạn ở phần bình luận phía dưới cho mình biết về bộ trang phục này nhá. Các sếp nào mà ưng ý quá mà anh em muốn mua vé vàng này, gói gem này, hay những gói ưu đãi ở trong cửa hàng thì các bạn hãy nhớ tham khảo ngay ở trong fanpage Akari Gaming của mình với hơn 144.000 người theo dõi Facebook hoặc là bio TikTok nhá. Còn sếp nào mà tự mua được rồi thì anh em hãy nhớ nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Còn phần quà miễn phí thì anh em nhớ nhận nhà, đừng có quên đấy. Còn bây giờ thì cách đánh 3 sao đơn giản nào. Let's go. Chuẩn bị cho tớ 4 balloon ở pháo đài đá 9 giờ và 4 balloon pháo đài đá 11 giờ, 1 balloon ở vị trí 12 giờ, 1 minion bắt kinh 10 giờ, 2 minion pháo đài đá, 1 minion vào hướng góc 12 giờ. Và bây giờ chuẩn bị bình xương ở khu phía trong để nhiễu cái pháo đài đá và Tesla. Balloon và minion được rải đều và balloon và minion sẽ ăn được Tesla và bệ thờ của King. Hãy lưu ý nha. Phía dưới góc 6 giờ cho King và quản giáo học việc balloon một em đi vô. Và hãy nhớ một minion ở góc 7 giờ bắt thanh niên King. King của chúng ta sẽ bật gồng khi mà tiếp tục gần với King của đội bạn trong tình huống này. Và bình xương sẽ được nhiễu cái pháo đài đá còn lại. Và bây giờ thì thử thách nó đã gọn gàng rồi đó. Anh em chỉ việc chờ đợi thôi. Hãy lưu ý cho tớ là lúc nào cũng phải có 2 minion để ăn vào cái hội thành phía trên, để chúng ta không bị kích hoạt lính ở trên đó. Ở trong thử thách này mình không sử dụng Headhunter, bởi vì Headhunter nó sẽ có khả năng gây nhiễu kích hoạt xương. Độc dược được thả ở bên cạnh khu vực nhà chính, để ở đó có hai cái tháp xương. Khi mà King và quản giáo học việc đi vào gần với cả khu vực nhà chính thì cái bình độc nó sẽ tiêu diệt xương. Đấy, các bạn có thể thấy. Và đây là cách đánh của tớ. Anh em đánh như thế nào? Hãy đưa ra ý kiến của sếp ở phần bình luận phía dưới cho mình biết với nha. Và chúc tất cả các bạn thành công. Nhớ nhập mã Akari nhá. Bye bye.